Linh cậu đốm thông minh một cách đáng kinh ngạc. Thường bị xem là một kẻ ngốc và đần độn, có lẽ là do sự hiểu lầm về tiếng cười khúc khích của chúng. Nhưng thực chất, Linh cậu đốm cũng cho thấy những dấu hiệu thông minh đáng kinh ngạc, sánh ngang với hầu hết các loài động vật hoang dã ở châu Phi. Trên thực tế, trí thông minh của linh cẩu đốm được cho là giống hệ sự tiến hóa trong trí thông minh của loài người, với sự thành công thông qua các hành vi xã hội phức tạp thúc đẩy sự tiến hóa của não. Trong các thí nghiệm, linh cẩu đốm vượt trội hơn cả tinh tinh khi giải quyết vấn đề tập thể hoặc nhóm. Cho thấy rằng theo một số cách, trí thông minh của linh cẩu thậm chí có thể vượt xa một số loài vượn lớn ở một số khía cạnh nhất định. Bất cứ ai đã từng dành thời gian nghiên cứu linh cẩu đốm trong tự nhiên đều có thể chứng thực hành vi tò mò và ham học hỏi của chúng. Người ta thậm chí đã quan sát thấy các công cụ thô sơ mà linh cẩu sử dụng để đạt được mục đích như thoát khỏi những cái bẫy.